Trọng tài Thái Lan gây tranh cãi trong trận Đà Nẵng thắng Sài Gòn FC. Trọng tài người Thái Lan Mông Côn Trai Pesri gây tranh cãi khi từ chối thổi phạt đền cho Đà Nẵng ở tình huống đình duy ngã trong vòng cấm Sài Gòn FC. Cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Sài Gòn FC là một trong hai cặp đấu ở vòng 23 V-League 2022 được điều khiển bởi trọng tài ngoại. Ông Mông Côn Trai Pesri người Thái Lan bắt chính ở trận này cùng hai trợ lý đồng hương Tanet Chuchun và Rahut Nakarit, còn trọng tài bàn là ông Hoàng Ngọc Hà. Ông Mông Côn Trai Pesri gây tranh cãi khi bỏ qua quả phạt đền ở phút 88. Đây là tình huống hậu vệ Liễu Quang Vinh đã ngáng chân tiền đạo Đình Duy trong vòng cấm Sài Gòn FC. Dù các cầu thủ Đà Nẵng phản ứng, nhưng trọng tài người Thái Lan từ chối thổi phạt đền. Do vậy, quyết định gây tranh cãi của trọng tài Mông Côn Trai Pesri không làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu trên sân Hòa Xuân. Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn FC nhờ pha làm bàn của Claudio Junior ở phút 50. Kết quả này giúp Đà Nẵng xem như chủ hạng thành công tại V-League 2022. Đội bóng sông Hàn vươn lên đứng thứ 8 với 25 điểm, hơn 6 điểm so với vị trí cuối bảng của Sài Gòn FC. Sài Gòn FC chỉ còn 2 trận nữa và chắc chắn sẽ xếp sau Đà Nẵng do kém thành tích đối đầu, hòa 2-2 lượt đi, thua 0-1 lượt về nếu đôi bên có cùng 25 điểm. Tuy nhiên, vẫn còn khả năng có trên hai đội bằng điểm nhau nên Đà Nẵng chưa chính thức chủ hạng. Trận đấu còn lại ở vòng 23 được điều khiển bởi trọng tài, ngoại là cuộc đọ sức giữa Viettel FC và Bình Định vào ngày 4 tháng 11. Cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy sẽ được điều khiển bởi tổ trọng tài, người Malaysia gồm trọng tài chính Suhaiji Bin Sukri và các trợ lý Nazirin Bin Aziz, Mo Arif Samil Bin Razid, còn trọng tài bàn là ông Ngô Duy Lân.